Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Canh Tuất 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Tuất 2020, không có nhiều biến động. Song may mắn cũng chẳng có nhiều, bạn khá khó khăn khi tìm kiếm phương hướng để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Canh Tuất năm 1970. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim, có ngày sinh từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Đầu tiên thì cùng xét về nam mệnh. Về công danh sự nghiệp trong năm 2020, thiên can Canh Kim lộ xuất thực thần, địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài. Mặc dù không có tác động cụ thể gì với người tuổi Tuất, nhưng thiên can và địa chi lại hợp thành tổ hợp cát lợi, thực thần sinh tài. Chính vì thế mà trong năm Canh Tý, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có thực thần tác động, khiến cho bạn có được một cuộc sống tự do, hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Để công việc được suôn sẻ, ít gặp sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc là có người hãm hại. Người tuổi này thì có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt. Nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng mức đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Còn xét về tài lộc, nhờ có cục diện thực thần sinh tài vào năm 2020 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong những lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập khả quan hơn so với năm vừa rồi. Tuy nhiên thì con giáp này cũng cần phải chú ý, trong năm 2020, Thái Tuế không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của tuổi Tuất chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay là trong sự nghiệp thì cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai, mong được thành công. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Xét về tình cảm thì trong năm 2020, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây được ấn tượng với người khác giới thì bản mệnh cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Trong mối quan hệ với mọi người thì cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác thì do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc là những người đã có đôi thì sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh
anh chị hãy thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Khi có bất đồng quan điểm thì cần giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Hãy nhớ rằng bao dung chính là vũ khí toàn năng xóa bỏ mọi mâu thuẫn và khoảng cách. Xét về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên thì tuổi Canh Tuất cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc là chuyển nóng cần có trang phục thích hợp. Trong cuộc sống hàng ngày thì cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác. Nếu không, sức khỏe của bạn sẽ xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp của bạn thì cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, may mắn. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc là trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Xét về nữ mệnh, xét về phương diện cuộc sống gia đạo thì nữ sinh năm 1970 vào năm 2020 thì tình cảm gia đạo không được tốt. Trong nhà thiếu hòa khí tình cảm vợ chồng thì có sự xung khắc bất hòa. Quý cô độc thân hay là đã ly hôn thì đây là một năm cũng không được tốt, không tìm được người mà mình mong muốn. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, chú ý về máu huyết lưu thông kém và bệnh về xương khớp, sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Còn xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường và có sự thay đổi công việc làm ăn trong năm nay, tài chính tiền bạc của quý cô Canh Tuất làm ra ít, tuy nhiên chi tiêu vào cuộc sống gia đình thì nhiều. Xét về phương diện ngoại giao, trong năm nay cũng gặp được nhiều mối quan hệ làm ăn, tuy nhiên thì chú ý lời ăn tiếng nói. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, bên trên có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Canh Tuất 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì tất cả mọi mặt cuộc sống của người tuổi Canh Tuất đều khá là khả quan, đặc biệt là ở trên hai phương diện tình cảm và tài lộc có bước phát triển rất rõ rệt. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Canh Tuất phải chi tiêu khá tốn kém, tuy nhiên bản mệnh cũng nhận lại được một khoản tương ứng. Xét về phương diện tình cảm thì những người còn độc thân, vượng vận đào hoa, bản mệnh dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác giới thông qua những buổi tiệc tùng họp mặt. Nếu biết nắm chắc cơ hội, nhiều khả năng bạn sẽ tìm được người như ý muốn. Còn với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá ổn định, không có nhiều mâu thuẫn hay là tranh chấp xảy ra. Nếu có mâu thuẫn thì cũng có thể giải quyết nhanh chóng do đôi bên biết nhường nhịn, bao dung cho nhau. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất ổn định trong thời điểm này. Về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, tuy nhiên thì sức khỏe lại không mấy lý tưởng. Tháng 2 âm lịch thì bản mệnh có duyên với quý nhân, tinh thần làm việc nhóm tốt, có cơ hội thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra, con giáp này còn giữ được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra nên không phải chịu áp lực tinh thần, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc.
tình hình sức khỏe thì không như ý, phần lớn do bản mệnh, sức đề kháng kém, thường xuyên mắc phải những bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu, viêm họng. Vì thế, người tuổi này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, có cách ứng phó thích hợp với sự thay đổi của thời tiết, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thân thể, tăng sức đề kháng cho bản thân. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, thời điểm tháng 3 âm lịch năm 2020, sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Tuy nhiên thì tài vận lại có dấu hiệu xuống dốc, về tổng thể thì khó có cơ hội phát tài. Trong công việc thì người tuổi Canh Tuất có được những cơ hội mới, đồng thời cũng là những thách thức mới. Tuy nhiên điều này thì mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế mà bản mệnh lại có thể phát hiện ra được những khả năng tiềm ẩn của chính mình, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Về phương diện tiền bạc, con giáp này cần phải chi tiêu những khoản khá là lớn cho các nhu cầu cuộc sống, cho các thành viên trong gia đình là hoặc là các hoạt động giao lưu tiếp khách mà lại không có khoản tiền thưởng tương ứng. Cần chi tiêu hợp lý, chỉ dành tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết, tránh tới khi có việc cấp bách lại vay mượn ngược xuôi. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất có bước chuyển biến tích cực trong tháng 4 âm lịch này. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại khiến cho bản mệnh đau đầu, bạn thường rơi vào trạng thái uể oải, buồn bã. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá là lớn trong thời điểm này, nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Đồng thời, những người làm đầu tư kinh doanh cũng nhận được sự giúp đỡ của thần tài nên dễ tìm được mối đầu tư như ý, lại thu được cả vốn lẫn lời. Xét về vận trình tình cảm, những người đã kết hôn thường là mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc là con cái. Nếu không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách. Cách tốt nhất là đôi bên cần trò chuyện nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch, trong tháng 5 âm lịch thì lĩnh vực tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc, nhưng sự nghiệp lại khá bình bình. Vào thời điểm này thì những người còn độc thân có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp, còn những người đã tìm được nửa kia thì có thể hóa giải những tranh cãi. Hiểu lầm trước đây, tình cảm lại trọn vẹn như thuở ban đầu. Trong sự nghiệp thì bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới, một cương vị hoàn toàn mới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến bạn thấy lo lắng, áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, tìm cách hòa nhập với mọi người và nội dung công việc. Từ vị tháng 6 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất có những dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với tháng trước, nhưng sức khỏe lại giảm sút khá là rõ ràng. Trong công việc thì bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội để thử thách chính bản thân và thể hiện năng lực của mình. Nếu có thể tự tin nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ là một thành viên quan trọng trong tập thể. Đồng thời, bản mệnh cũng cần chú ý học hỏi, đi sâu vào những tri thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, không nên có thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác. Trên phương diện sức khỏe, con giáp này cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc ngồi điều hòa nhiệt độ quá là lạnh, gây ảnh hưởng đến da và hệ thống hô hấp. Tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch thì tiền bạc của người tuổi Canh Tuất ở trạng thái tương đối khả quan, cộng với đó là chuyện tình cảm cũng được như ý muốn. Những người làm trong ngành thực phẩm hoặc là dịch vụ có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc chảy vào túi không ngớt. Những người làm đầu tư bất động sản thì cũng có cơ hội khẳng định mình, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc là có cơ hội thăng chức. Trong tháng cô hồn thì đôi khi mệnh chủ có thể xảy ra tranh chấp, cãi vã với nửa kia. Tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu về nhau, khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít. Những người còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động tụ tập, giao lưu bạn bè hoặc thông qua mối quan hệ của người thân, bạn bè. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất khá ảm đạm trong tháng 8 âm lịch Canh Tuất. Đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng, vì thế mà tiền bạc cũng chịu ảnh hưởng lớn.
Trong công việc thì người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập được với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Trên phương diện tiền bạc thì tuổi Canh Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạt nên thường không mấy dư dả. Những người đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm trên vai cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch, tình cảm của người tuổi Canh Tuất không được tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch, tình trạng sức khỏe cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Những người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia dễ xảy ra hiểu lầm xích mích với đối phương vì các mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Chỉ cần biết cẩn thận, xử lý không thỏa đáng thôi thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phải chịu tác động lớn. Khi mâu thuẫn xảy ra thì người tuổi này cần phải chân thành và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không nên nói năng lấp lửng khiến đối phương hiểu lầm, mất đi niềm tin với mình. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những người còn trẻ tuổi. Trước khi ăn uống cần phải biết rõ nguồn gốc thực phẩm, không nên ăn uống nhiều ở các hàng quán ven đường. Khi ăn chưa rửa tay, tránh mắc phải những bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi này lên xuống thất thường, về tổng thể thì có dấu hiệu sụt giảm, tuy nhiên phương diện tình cảm lại có những bước chuyển biến tốt đẹp. Người làm trong lĩnh vực đầu tư dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn nhỏ lẻ dễ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ khiến cho thu nhập không được như trước. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, vì thế cần phải giữ sự tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ ngọt ngào đáng ghen tị, bạn và nửa kia ngày một thấu hiểu cho nhau hơn, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, bạn sẵn sàng xuống nước để giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, trong tháng này sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên thì bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Trong công việc đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ được thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm thì cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc là ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc là những kẻ lừa đảo. Về tình trạng sức khỏe thì sức đề kháng của bản mệnh không tốt, vì vậy trước khi ra khỏi nhà cần phải chú ý ăn mặc giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, vào thời điểm tháng cuối cùng năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển đi lên, đặc biệt là ở hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong công việc, nhờ có thần may mắn giúp đỡ mà bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được đối thủ, đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của công ty, nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Đồng thời, con giáp này cũng mở rộng được các mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan, tiệc tùng, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển sự nghiệp sau này. Về phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình thì được tận hưởng bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tổng thể vận trình tử vi 2020 của tuổi Canh Tuất, con giáp này không gặp nhiều biến động lớn trong cuộc sống, vận trình bình ổn nhưng khó thăng hoa. Mọi thứ bạn muốn có thì đều phải chủ động nắm giữ, không thể dựa vào ai. Công việc ổn định, tài lộc có phần tăng tiến, song đường tình duyên ảm đạm. Nam mệnh là người có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn là nữ mệnh. Trong năm, sức khỏe không được tốt lắm, người thân cũng dễ đau yếu, cần lưu ý để chăm sóc sức khỏe cả gia đình. Theo phong thủy phi tinh 2020 thì người tuổi này nếu muốn vượng vận đào hoa, tình duyên như ý thì cần phải lưu ý đến góc đông bắc trong nhà. Đây là đào hoa vị 2020, nếu biết sắp xếp phong thủy thuận chiều thì sẽ giúp cho chuyện tình cảm khởi sắc trở lại. Ngoài việc dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đồ đạc ở khu vực này thì gia chủ cũng cần phải chú ý giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, đồng thời trang trí bằng đồng hồ chim công, vừa làm ngôi nhà thêm sang trọng vừa kích tình duyên cho gia chủ.
Trong nhà cũng nên bài trí đồ vật có đôi, có cặp, nhất là những cặp đôi đã kết hôn lại càng phải lưu ý đến điều này. Nó thể hiện cho sự song hành viên mãn của hai vợ chồng, không thiếu sót một trong hai nửa trái tim. Trong năm Canh Tý này thì nhị hắc hung tinh hay còn gọi là bệnh phù tinh chủ về bệnh tật, thương vong nhập vào cung chính nam. Vì thế mà ở đây cũng là một trong những phương vị mà gia chủ cần đặc biệt lưu ý để giữ sức khỏe cho tốt. Nếu chỗ ngồi giường ngủ của gia đình mà nằm ở góc chính nam trong nhà thì tốt nhất nên bố trí sắp xếp lại vị trí thuận chiều phong thủy hơn để tránh họa bệnh tật tai ương. Gia chủ cũng cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thêm sức khỏe. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Canh Tuất Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên gia phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.